chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tại Hà Nội, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tổ chức phiên họp trực tuyến với các tỉnh thành phố có các dự án giao thông trọng điểm. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2023 và các nghị quyết chuyên đề, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa. Chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải diễn ra sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải đảm bảo chất lượng, tiến độ an toàn, không để xảy ra đội vốn. Các bộ ngành địa phương cần nhận thức rõ tầm quan trọng của đầu tư công để tạo động lực phát triển mới cho đất nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Hiện nay cả nước có 21 dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải với 73 dự án thành phần thuộc danh mục theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo. Các công trình dự án được phân bổ rộng khắp từ Nam tới Bắc, với các dự án giao thông trục Bắc Nam, Đông Tây và kết nối 6 vùng kinh tế xã hội. Các bộ ngành địa phương đã tập trung giải quyết vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, 12 địa phương có dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua đã bàn giao hơn 80% mặt bằng. Tiến độ nhiều dự án được đẩy nhanh. Đối với dự án cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng, dự án này đã được bổ sung vào danh mục dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải từ tháng 11 năm 2022. Tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án. Hiện nay đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1, trình Hội đồng Thẩm định Liên ngành và Bộ Giao thông Vận tải thẩm định, hoàn thành thủ tục tham vấn, đánh giá tác động môi trường và các thủ tục về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư và một số công việc có liên quan khác. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng giao thông vận tải là ngành được bố trí vốn lớn nhất trong các ngành. Nhiệm kỳ này cả nước bố trí 400.000 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng giao thông. Nhấn mạnh, đầu tư công là một trong những động lực tăng trưởng. Do đó, thúc đẩy đầu tư công, nhất là công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, sẽ góp phần đạt nhiều mục tiêu, đó là thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, chống lãng phí tiêu cực, dàn trải trong đầu tư, huy động nguồn lực, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới. Thủ tướng đề nghị các ngành địa phương cần nhận thức rõ tầm quan trọng của đầu tư công nói chung và các công trình hạ tầng giao thông chiến lược nói riêng. Thời gian tới yêu cầu các bộ ngành thành viên ban chỉ đạo, các địa phương, nhà thầu, đơn vị quyết liệt triển khai các dự án, khẩn trương giải quyết những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên vật liệu xây dựng, thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý. Thủ tướng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo phải đi kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm. Về một số vấn đề liên quan đến các dự án lớn đang chậm tiến độ, yêu cầu xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan, đồng thời tổ chức đấu thầu công khai minh bạch để các nhà thầu có năng lực được tham gia thi công, tránh việc thông đồng, móc ngoặc, đội giá, thi công kéo dài. Ngày 12 tháng 4, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2023 và các nghị quyết chuyên đề. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đồng chí Đàm Minh Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh. Trong quý 1, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp ủy các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, ban hành chỉ thị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lạc, Quảng Hòa, diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Trùng Khánh năm 2023, triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2023.
lãnh đạo các cơ quan đơn vị tổ chức duy trì thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, triển khai chặt chẽ kế hoạch ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2023-2028, kế hoạch bảo vệ các ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng đúng đủ thành phần theo quy định, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị. Tổ chức hội thi giáo dục chính trị ở các cấp đạt kết quả tốt, thực hiện đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đối với Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố. Thực hiện tốt việc ra soát chính trị nội bộ trong tuyển quân, đối tượng chiến sĩ mới và cán bộ được điều động về tỉnh công tác. Chỉ đạo công tác hậu cần, đảm bảo kịp thời. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Quý 2 năm 2023, tỉnh Cao Bằng tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với kết quả cao nhất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo hoàn thành tốt nội dung kế hoạch công tác quân sự quốc phòng địa phương quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023. Tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo diễn tập, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Lạc, Quảng Hòa, diễn tập phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Trùng Khánh, hướng dẫn công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức thành lập chi bộ quân sự cấp xã theo hướng dẫn của cấp trên, quyết định thành lập 2 tiểu đội dân quân thường trực Lũng Nặm huyện Hà Quảng, Khâm Thành huyện Trùng Khánh, triển khai đề án xây dựng trụ sở làm việc ban chỉ huy quân sự cấp xã, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ với chiến sĩ mới và kiểm tra 6 tháng đầu năm tại các đơn vị. Sáng ngày 12 tháng 4, huyện ủy Quảng Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ và bàn giao công việc bí thư huyện ủy Quảng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, vui mừng, tin tưởng và đề nghị đồng chí Đỗ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa, phát huy tốt các kinh nghiệm, sở trường công tác của mình, tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần học hỏi, có cách làm sáng tạo, mang luồng sinh khí mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành vượt mức mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trước đó, đồng chí Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa đã bàn giao các nhiệm vụ bí thư cho đồng chí Đỗ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, tân Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đỗ Văn Thắng hứa sẽ đoàn kết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2023, các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra. Tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa tổ chức trực tuyến giới thiệu cuốn sách Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, đồng chủ trì buổi lễ. Dự tại điểm cầu Cao Bằng có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng thuộc Công an tỉnh. Cuốn sách tổng hợp những ý kiến chỉ đạo, bài viết, hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng công an nhân dân có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, qua đó thể hiện sự quan tâm và tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân. Nhất là 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, lời huấn thị của đồng chí Lê Duẩn, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, trở thành kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tự soi, tự sửa, xứng đáng là lực lượng vũ trang nòng cốt, tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, lợi ích nhóm. Quán triệt về tầm quan trọng của cuốn sách, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị địa phương và mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong toàn lực lượng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên và xác định đây là nhiệm vụ then chốt. Khẩn trương tiến hành phát hành sách theo kế hoạch và tổ chức tuyên truyền rộng rãi về nội dung cuốn sách, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát kết quả xây dựng và hoạt động của Công an xã thị trấn chính quy trên địa bàn huyện Nguyên Bình giai đoạn 2021-2022. Đến hết năm 2020, huyện Nguyên Bình đã hoàn thành bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh theo đúng tiến độ lộ trình của đề án tại 17 trên 17 xã thị trấn với tổng số 85 đồng chí. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động của lực lượng công an xã được quan tâm đầu tư. Lực lượng công an chính quy đã phát huy vai trò nòng cốt là hạt nhân trong tham mưu, công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở. Công an các xã thị trấn đã chủ động nắm tình hình, tham mưu có hiệu quả với cấp ủy chính quyền cơ sở, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý các tin báo tố giác tội phạm, chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh. Tuy nhiên, việc bố trí cơ sở vật chất, nhất là nơi làm việc còn nhiều hạn chế, cơ bản, các đơn vị công an xã thị trấn chưa có trụ sở làm việc độc lập. Còn một số ít đơn vị còn làm việc chung với các lực lượng khác. Nơi ăn ở sinh hoạt của công an xã thị trấn còn nhiều khó khăn. Huyện kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, thể chế chính sách có liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng công an xã thị trấn chính quy, quan tâm bố trí cán bộ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiệp vụ, phương tiện phục vụ hoạt động của lực lượng công an xã. Ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác xây dựng và hoạt động của công an xã thị trấn chính quy, đoàn giám sát đề nghị huyện Nguyên Bình cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xây dựng lực lượng và thực hiện chế độ chính sách đối với công an xã, thị trấn. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về tầm quan trọng của lực lượng công an xã, thị trấn chính quy trong tình hình mới. Tiếp tục ra soát, đề xuất phương án điều chuyển nhà, đất hoặc các cơ sở vật chất hiện không còn nhu cầu sử dụng cho lực lượng công an xã, thị trấn. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, điều lệnh, tác phong, ứng xử, quan tâm đảm bảo chế độ chính sách, kịp thời khen thưởng, động viên, biểu dương các tập thể cá nhân công an xã thị trấn có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Các ý kiến kiến nghị được đoàn tiếp thu tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh vừa đến thăm chúc mừng cụ ông tròn 100 tuổi và 4 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Mông tại xóm Văn Thụ, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An. Đoàn công tác đã gửi lời thăm hỏi và tặng quà của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến cụ Lý Văn Tạ, người cao tuổi là dân tộc Mông tại xóm Văn Thụ, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An. Năm nay cụ tròn 100 tuổi. Tặng các phần quà của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, đồng thời thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của cụ, chúc cụ luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu trong gia đình, dòng họ và làng xóm. Trong dịp này, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng các phần quà cho 4 hộ gia đình người Mông có uy tín, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Mong muốn những người có uy tín tiếp tục là cầu nối trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, đồng thời tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đồng bào để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền địa phương. Động viên đồng bào tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chung tay xây dựng vùng dân tộc thiểu số phát triển toàn diện. Ngày 12 tháng 4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến kiểm tra tiến độ sản xuất vụ đông xuân và phòng chống dịch bệnh đàn vật nuôi tại huyện Trùng Khánh. Vụ đông xuân năm 2022-2023, huyện Trùng Khánh trồng được trên 4.400 ha ngô, đạt hơn 81% kế hoạch. Mạch hoa hơn 20,6 ha, đỗ tương 126,4 ha, thuốc lá 754,1 ha, sắn gần 82 ha, khoai tây 28,6 ha, kiệu hơn 27 ha, lạc trên 7 ha, mía 22 ha, rong giềng 107 ha, cỏ chăn nuôi 175 ha.
chuyển đổi 40,5 ha đất canh tác cây lương thực kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, chú trọng cây ăn quả. Chỉ đạo các xã thị trấn phát huy tiềm năng thế mạnh, thực hiện kế hoạch về phát triển nông nghiệp thông minh theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến giai đoạn 2022-2025. Kết quả, đã trồng mới 156 ha cây hạt dẻ, 81 ha cam, 36 ha lê. Về thú y, 3 tháng đầu năm trên địa bàn đã phát sinh một số dịch bệnh ở đàn gia súc với số lượng mắc bệnh 20 con gia súc, chủ yếu là bệnh tụ huyết trùng và tiêu chảy. Đến nay, toàn huyện mới tiêm phòng vaccine được 163 liều, phun khử trùng tiêu độc 522 lít hóa chất tại 16 xã thị trấn, di dời chuồng trại được 18 trên 649 hộ. Sau khi kiểm tra thực tế tại xã Trung Phúc và Phong Châu, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh và các phòng chuyên môn. Theo báo cáo của huyện, tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do hạn hán kéo dài, dẫn đến một số cây trồng triển khai chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Dịch bệnh ở đàn vật nuôi tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu huyện Trùng Khánh cần tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đẩy nhanh tiến độ di rời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Rà soát thống kê triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi, chủ động về vaccine và tổ chức tốt công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, tích cực giám sát các ổ dịch nhằm khống chế lây lan diện rộng, nhất là đối với các dịch bệnh gây chết đàn vật nuôi cao. Đồng thời cần tăng cường kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm tại địa phương, khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đối với cây trồng, cần chủ động tích trữ nước, khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho cây trồng, đảm bảo cung ứng kịp thời giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho sản xuất, tăng cường cử cán bộ kiểm tra đồng ruộng, phát hiện dịch bệnh và hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, doanh nghiệp tuyển chọn lao động. Những năm gần đây, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh Cao Bằng có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ vốn, tạo điều kiện cho lao động là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách đi lao động nước ngoài. Năm 2022, toàn tỉnh đã tuyển chọn và đưa 260 lao động tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Algeria, Qatar, Trung Quốc có mức lương bình quân khá cao, giúp mức sống của người dân được cải thiện. Năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phấn đấu đưa 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp đối với công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, lựa chọn các doanh nghiệp có kinh nghiệm, làm tốt công tác tư vấn và tuyển chọn lao động. Quý 1 năm 2023, tỉnh đã đưa được 66 lao động đi làm việc tại nước ngoài, phấn đấu 8 tháng cuối năm đưa 34 lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Các đại biểu dự hội nghị được hướng dẫn chính sách tín dụng và trình tự thủ tục vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nghiệp vụ ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vừa giao ban với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, bao gồm Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Trong quý 1, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 3.697 tỷ 470 triệu đồng, tăng 246 tỷ 023 triệu đồng. So với năm 2022, tăng trưởng 5 tỷ 441 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Một số đơn vị hoàn thành kế hoạch tăng trưởng năm 2023 cao như thành phố 181%, Hòa An 119,5%, Quảng Hòa 111,4%, Bảo Lạc 75,9%. Doanh số cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt 403 tỷ 125 triệu đồng với 6.200 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo 2.170 hộ chiếm 35%. Số hộ còn dư nợ cho vay ủy thác 58 tỷ đồng với 638 hộ. Dư nợ bình quân đạt 62,55 triệu đồng trên một hộ.
các tổ chức chính trị xã hội đang thực hiện dịch vụ ủy thác 3.667 tỷ 862 triệu đồng, chiếm 99,63% trên tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tăng hơn 241 tỷ đồng so với năm 2022, hoàn thành 46,11% kế hoạch tăng trưởng được giao. Tăng trưởng quý 1 là 154 tỷ 047 triệu đồng so với tăng trưởng cùng kỳ năm trước. Nhiệm vụ quý 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Tổ chức Chính trị Xã hội phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động, hoàn thành trên 50% chỉ tiêu tăng trưởng tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn, hoàn thành trên 80% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Lạc khóa 21 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 13 đánh giá kết quả thực hiện công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Trong 3 tháng đầu năm, các xã thị trấn gieo trồng hơn 540 ha cây ngô, lúa, lạc, đỗ tương, đạt 88,3% kế hoạch, trồng trên 2.640 cây ăn quả, trên 527.830 cây hồi, quế, mắc ca và hơn 11.410 cây phân tán các loại. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 6,3 tỷ đồng, bằng 35% chỉ tiêu giao. Giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn 3,5 tỷ đồng, đạt 28,7% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn 9 tỷ 317 triệu đồng, bằng 28,1% chỉ tiêu tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng của 44 tổ chức cơ sở đảng, có 20,45% tổ chức cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 59,1% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp mới 24 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên trên 3.890 đảng viên. Nhiệm vụ quý 2, huyện ủy Bảo Lạc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, 2 nhiệm vụ đột phá của nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa 21. Thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà. Quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Bảo Lạc đã được phê duyệt. Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Trong quý 1, huyện Hạ Lang gieo trồng vụ đông xuân đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách đạt trên 6 tỷ đồng, bằng 30,5% dự toán tỉnh giao, thẩm định 7 công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác giáo dục, y tế, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động đạt kết quả tốt. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và giảm nghèo, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết. Công tác quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững. Nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2, huyện Hạ Lang tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, tăng cường kiểm tra giám sát phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, tăng cường các giải pháp thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí biên chế phù hợp, thực hiện kỷ cương hành chính tại một số cơ quan đơn vị. Thành ủy Cao Bằng vừa sơ kết công tác dân vận quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Quý 1 năm 2023, Ban dân vận thành ủy và khối dân vận các phường xã đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường quản lý công tác dân tộc tôn giáo và các đạo lạ trái pháp luật. Công tác đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm chú trọng. Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có 12 cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang và các đảng ủy trực thuộc thành ủy triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023 ở các lĩnh vực. Thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, công tác quân sự quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trong quý 2 năm 2023, Ban dân vận thành ủy và khối dân vận các phường xã tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm tình hình tư tưởng, các ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đoàn công tác Ban Thường vụ huyện ủy Hòa An tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2023 tại xã Bình Dương. 3 tháng đầu năm, Đảng bộ xã Bình Dương đã đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ đột phá. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cơ bản được triển khai thực hiện tốt, tình hình sản xuất nông nghiệp thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra. Đã hoàn thành làm mới sửa chữa 7 nhà tạm, nhà rột nát. Quý 1,
ước giảm 6 trên 17 hộ nghèo, đạt 35,29%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bình Dương sẽ hoàn thành 3 tiêu chí. Đang hoàn thiện 7 hồ sơ chuẩn bị kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Nhiệm vụ quý 2, đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An đề nghị xã Bình Dương cần quyết tâm quyết liệt, đột phá hơn nữa trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy nhanh tiến độ kết nạp đảng viên mới, tuyên truyền vận động nhân dân có ý chí vươn lên thoát nghèo, triển khai các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, huyện Hà Quảng đang tập trung triển khai công tác tiêm phòng gia súc đợt 1 năm 2023. Huyện Hà Quảng hiện có tổng đàn gia súc gần 30.988 con. Kế hoạch đợt 1 sẽ tiêm 15.500 liều vaccine lở mồm long móng, 15.500 liều tụ huyết trùng, 12.000 liều vaccine viêm da nổi cục cho châu bò, 11.500 liều vaccine dịch tả cho lợn và 2.000 liều vaccine dại. Với mục tiêu đạt trên 80% số gia súc được tiêm phòng đầy đủ, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tiêm phòng cho gia súc gia cầm, khử trùng tại chuồng trại, tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, ngăn chặn các loại dịch bệnh lây lan. Đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm phòng vaccine lở mồm long móng đạt 2.766 liều, bằng 17,8% kế hoạch. Tiêm viêm da nổi cục 552 liều, đạt 4,6% kế hoạch. Tiêm phòng vaccine tụ huyết trùng 2.856 liều, đạt 18,4% kế hoạch. Vaccine dịch tả lợn 4.350 liều, đạt 37,8% kế hoạch. Phấn đấu trong quý 2 sẽ đạt kế hoạch đề ra. Sở Nội vụ phối hợp với Viễn thông Cao Bằng tổ chức tập huấn lập hồ sơ lưu trữ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice cho lãnh đạo và cán bộ, công chức các sở thông tin và truyền thông và Ban dân tộc tỉnh Cao Bằng. Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công chức được hướng dẫn phương pháp lập danh mục hồ sơ, quy trình, kỹ năng thực hiện lập và lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice 4.0. Theo đó, hồ sơ được lập yêu cầu phải phản ánh đúng chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Các văn bản, tài liệu trong một hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh đúng trình tự diễn biến của sự việc hoặc trình tự giải quyết công việc. Phải được lập đồng bộ trong quá trình quản lý điều hành của cơ quan tổ chức trên hệ thống và đảm bảo tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào theo quy định của thông tư số 02/2019 của Bộ Nội vụ, quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ. Việc lập và lưu hồ sơ điện tử nhằm đáp ứng mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ cải cách nền hành chính và chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa bế giảng lớp tập huấn sáng tác ảnh nghệ thuật và đi thực tế tại Cao Bằng. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Sau 6 ngày học tập, các nhiếp ảnh gia, cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật, các phóng viên báo chí địa phương được tập huấn một số kiến thức cơ bản trong sử dụng máy ảnh, thủ pháp, kỹ năng sáng tác, tác phẩm ảnh nghệ thuật, kỹ năng xử lý ánh sáng hậu kỳ, kỹ năng tổ chức, đạo diễn, bố trí bối cảnh trong tác phẩm ảnh, chụp ảnh và phóng sự ảnh. Lớp tập huấn dành nhiều thời gian tổ chức đi thực tế sáng tác tại các huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh, Nguyên Bình. Tại buổi bế giảng, các đại biểu đã đánh giá, trình chiếu tác phẩm nhiếp ảnh của học viên sáng tác trong thời gian tập huấn. Sau lớp tập huấn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trao giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp tập huấn sáng tác ảnh nghệ thuật cho các học viên. Ủy ban nhân dân thị trấn Nước Hai huyện Hòa An vừa tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho cán bộ công chức, người làm việc không chuyên trách các xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, đại diện Công an huyện Hòa An đã quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nguyên nhân gây cháy và biện pháp đề phòng, hướng dẫn cấu tạo, tác dụng, nguyên lý làm việc, cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra và những lưu ý khi sử dụng phương tiện chữa cháy xách tay, những kỹ năng thoát hiểm và cách xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra. Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phát huy năng lực 4 tại chỗ, xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra trên địa bàn. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.